sinh ra để ý cái chỗ này á, để ý cái chỗ này nha, mình học duy thức phải để ý chỗ này nè. Vũ trụ vạn hữu là ở ngoài đó nó cấu tạo bằng địa thủy hỏa phong không kiến thức, bảy cái chất đó làm nên vũ trụ vạn hữu, làm nên ra sự vật hiện tượng vô tình hữu tình. Còn về con người là mình cũng vậy nè, con người là nói theo y học đông y ta gọi là nhân thân tiểu thiên địa. Thân con người là một cái vũ trụ, một bầu vũ trụ trời đất gom lại thu hẹp lại thành con người. Do vậy cho nên khi mà mình nói về bát thức là da ở trong con người thì cùng với bên ngoài á, cũng có cái a la da cũng đầy đủ cái tính chất bát thức y như vậy. Phải nhớ cái đó, căn bản đó mới giải quyết được cái vấn đề nha. Tôi nói động thêm nữa, tôi nói chia nhỏ thêm nữa, cái từ ngũ uẩn ở trong đạo Phật nó cũng giống như cái từ bát thức tâm vương này. Bát thức tâm vương tự có trong vũ trụ. Ngoài cái bát thức tâm vương ra, vũ trụ nó còn có địa thủy hỏa phong không kiến thức mới cấu tạo thành cái vũ trụ được. Còn con người thì cũng có bát thức tâm vương, mà cũng bảy cái chất địa thủy hỏa phong không kiến thức mới cấu tạo thành một hữu tình được. Do vậy cho nên nó theo đông y học là nhân thân tiểu vũ trụ, thân người là cái vũ trụ nhỏ nó thu gọn đó. Còn về đó là cái từ a la da, còn như cái từ ngũ uẩn của đạo Phật cũng vậy. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Thường thường đại chúng học rồi mà, cái thân này là các vị gọi là thân ngũ uẩn chứ gì. Thần thì là vật chất, là sắc thọ tưởng hành thức, tức là phần tinh thần. Thế thì là cái vũ trụ nó cũng cấu tạo bằng sắc thọ tưởng hành thức như vậy à. Cái từ ngũ uẩn đó nha, ta học kỹ là vậy đó. Cái từ ngũ uẩn đó chia nó ra nó thành sắc thọ tưởng hành hành thức như vậy ha, mà kỳ thật ra là cái vũ trụ là cũng ngũ uẩn đó, không có người cũng ngũ uẩn đó. Cho nên học cái này thì nghĩa ra là phải từ từ mà học thôi. Bởi vì cái chữ sắc, cái chữ sắc quẩn nó trong ngũ quẩn đó mà. Ta chia ra hết thảy tất cả vật chất trên quả đời này nằm trong chữ sắc quẩn của ngũ quẩn. Còn thọ tưởng hành thức á, bốn cái quẩn sau đó hả, là thuộc về tâm vương và tâm sở mà ta đang học duy thức này. Do vậy cho nên là ta thu hẹp lại cái từ ngũ quẩn, cho kỳ thật cũng là một trăm pháp trong đó, duyên sanh ra vũ trụ vạn hữu đó. Do vậy cho nên là ngũ quẩn nó duyên sanh vũ trụ vạn hữu, mà đồng thời của ngũ quẩn nó duyên sanh ra một động vật, một con người. Rồi một con người là bát thức tâm vương a la da của con người, mà bát thức tâm vương a la da cũng là để duyên sanh ra vũ trụ vạn hữu bên ngoài. Phải hiểu như vậy, phải có cái khái niệm nhận thức tổng quát như vậy rồi á thì mình mới đi từ từ mình mới mở được. Và chúng nhớ đó, thọ tưởng nó là cái loại, là cái loại tâm sở hữu pháp mà mình học đây, sắp học đây á. Còn hành quẩn là thuộc về loại bất tương âm hành, là thuộc về 24 món pháp gọi là danh ngôn giả lập, gọi là bất tương ứng. Bất tương ứng mình đọc phẩm trong cái bài thứ 1 á. Rồi còn thức quẩn tức là triển khai ra thành á bát thức tâm vương. Thế thì vũ trụ cũng sanh từ ngũ quẩn, mà con người là nhân thân tử thiên địa này nó cũng là ngũ quẩn mà thôi. Vũ trụ là a la da duyên sanh ra, con người cũng là a la da duyên sanh ra.
Rồi còn cái miếng giấy giỏi nè, những cái chủng thất là từ đâu sinh ra mà. Chính cái câu này đây nè, những cái người mà cách mạng Marxist Leninist người ta nghe, người ta không là thổi bỏ cái của mình đó. Là vì vũ trụ tất cả sự vật hiện tượng nó duyên sinh và nó tồn tại khách quan nha. Đấy, đừng hỏi từ đâu. Hỏi từ đâu là không có ông nào mà nói từ đâu được hết. Mà theo giáo lý đạo Phật á, các đạo khác thì ta nói duyên sinh đó là từ một đấng chúa tể thần linh của người ta tin, chẳng hạn như đấng Ala theo đạo Hồi, đấng Chúa Trời theo đạo Chúa, đấng Phạm Thiên theo Bà La Môn. Còn như đạo Phật thì nói không có các đấng đó. Đạo Phật nói là duyên sinh, mà duyên thì trùng trùng vô tận, do cái này có mà cái kia có, do cái kia có cái này có mà có ra cái nọ, có cái kia cái này cái nọ mà có ra cái khác, rồi tất cả những cái đều tương quan tương duyên nhau mà có, chứ không có cái nào là đầu tiên của cái nào. Do vậy cho nên là nó duyên sanh và nó tồn tại khách quan. Đừng hỏi nó từ đâu và ai làm. Nếu nói từ đâu và ai làm, nó thuộc về nhất thần giáo không xài được, thuộc về đa thần giáo đạo Phật cũng không xài. Để cái chỗ đó đó. Và cái chân lý duyên sanh thì rõ ràng là nếu mà người mình chịu khó mình tư duy là mình thấy rõ ràng là nó là chân lý. Còn nhất thần giáo không thể đứng vững được, người trí không tin, đa thần giáo lại càng nhắm nhí, cho nên đạo Phật không tin. Mà mình nói thẳng, mình nói thật cái mà thì nó đụng tới, trời ơi, nội đây là biết bao nhiêu người còn tin vô số quỷ thần, làm sao người ta không công kích tôi được. Đấy, còn nhiều người lắm, học thì học, một mặt nào học mà học tìm hiểu chân lý là tìm, mà còn thần thánh cúng lại lục xì xụp, đụng đâu thờ đó, đụng đâu lại đó, đụng đâu cúng đó, làm sao không ghét được. Nhưng mà cũng may là tôi không biết sao các vị còn ngồi đây, với tôi cũng không hiểu. Tôi nói thật chứng minh tôi nghi quá, tôi không biết lý do nào các vị tới, chứ còn biết bao nhiêu người là còn thờ cúng suy sụp phi phao, những gì mà không bao giờ có hiện thực vậy mà còn cúng, còn lại, còn dái. Trời, tôi nói có ông bà nó tội nghiệp hết chứ. À, mấy ông bà lúc nào mà bà nghe tôi lại đó thì thành tài ông địa, rồi bà bưng bà gió thân bà dái, bà nói thầy ơi, mấy ông ơi làm ơn nghĩa là cảm phiền nha, nhưng để tôi tiếp ông thầy tôi cái đã. Bà giấu hết trơn, thần tài ông địa cửu thiên quỳnh nữ bà giấu hết trơn. Cái tôi về rồi bà nói thôi giờ được rồi, xin xá tội nha. Mời tới đó. Tôi cười quá, cười cái tội về phát chức, không dám bỏ nha, không dám bỏ. Anh nghe tôi tới là dọn sạch. Anh à, tôi vừa về là sớm hối với mấy ổng rồi là dọn trở ra. Cho nên là cái mà còn sợ như vậy đó, trong đạo Phật ta gọi là kiến hoặc chưa trừ. Kiến hoặc đó mà, tức là cái sự sai lầm về hiểu biết, về nhận thức chưa trừ bỏ được, về vấn đề thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến chưa trừ được, tức là kiến hoặc chưa trừ. Do vậy cho nên là còn làm như vậy có nghĩa là kiến hoặc chưa trừ, có nghĩa là chưa được quả tu đà, quả tu đà hoàng chưa được. Mà quả tu đà hoàng, muốn được quả tu đà hoàng là phải nhận thức được năm cái món đó cho rõ ràng. Mà muốn nhận thức năm cái đó cho rõ ràng thì nghĩa là đa thần giáo không phục, nhất thần giáo không phục, quỷ thần lai nhai lẻm nhẻm đều không bao giờ sợ. Đó mới bước vô được cái gọi là cái địa vị nhập vào đảng hiền thánh, được kết nạp vào đảng hiền thánh là quả vị tu đà hoàng.